Video này được mang đến cho bạn bởi Content Thịnh Tu, editor trung khỉm và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để học tập, làm việc. Được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Đây là bộ phim sẽ chứng minh cho bạn thấy cùng là một thứ, nhưng mà chính phủ Mỹ sẽ biến thiên đường của bạn thành ác mộng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghe thì hơi Oscar một tí, nhưng mà nữ chính Rand của chúng ta sở hữu một công nghệ cho phép con người đi vào trong giấc mơ với một cảm giác y như thật, có tên là Other Life. Cái hay của cái công nghệ này là bạn có thể chủ động lập trình nơi mình muốn tới, dù là trên những đỉnh núi đá cao dựng đứng trên bờ biển hay là một giữa thung lũng được phủ tuyết trắng xóa. Chỉ có hạnh phúc là không tới được thôi, tại vì hạnh phúc là con đường chứ không phải đích đến, hoặc là kiểu thế. Đây có thể trở thành cách mạng của game online, nhưng mà thay vì được vào Summoner Rift và đá sóng âm toàn trượt thì đạo diễn muốn biến nó thành phim hình sự, nên là bắt đầu thêm các chi tiết liên quan tới đạo đức. Để mà nói từ đầu thì người phát minh ra công nghệ thực tế ảo này là bố của Rand. Hiện tại thì ông đã rút khỏi dự án này và luôn muốn con gái không tiếp tục phát triển nó, vì ông cho rằng cái này gây hại nhiều hơn là lợi. Chưa nói tới các ảnh hưởng tới hệ thần kinh thì con người ta sẽ dần bị phụ thuộc vào thế giới ảo và quên mất mình là ai. Thực ra là tôi thấy bố của Rand lo hơi thừa, tại vì giờ cuộc đời lắm thằng ảo lắm. Nhưng mà cô con gái vẫn quyết tâm với dự án này, bởi vì cô cho rằng nó sẽ là chìa khóa để đánh thức đứa em trai đang hôn mê nhiều tháng trời. Em trai cô trong một lần đi tắm biển đã không may đập đầu vào các tảng đá, và ngoại trừ không biết quang hợp thì anh bạn này bây giờ không khác gì một cái cây. Rand nghĩ nếu đứa em trai đang bị mắc kẹt ở một nơi nào đó trong tâm trí và không thể tỉnh lại thì chỉ cần tạo ra một cánh cửa, nó sẽ giúp em cô tìm đường về với ánh sáng. Có khi là Rand nên tìm Doraemon, nhưng mà thôi, niềm tin đó thôi thúc Rand phát triển dự án. Cô đi vào trong Other Life nhiều hơn và phát hiện ra một cái bug là thi thoảng người dùng sẽ không tỉnh dậy khi hết thời gian được lập trình sẵn mà tiếp tục lập lại màn chơi này. Dần dần không gian trở nên méo mó, tam quan lệch lạc. May là ở bên ngoài người trợ lý đã thấy được những bất ổn đó và chủ động đánh thức cô. Khi Rand tới gặp các chuyên gia tâm lý, họ cũng cảnh báo cô về tác hại có thể xảy ra của Other Life, khiến người trải nghiệm dần bị tách biệt khỏi thực tế. Nhẹ thì ngáo game, nặng thì gọi là TikToker mới nổi. Nhưng mà đây không phải là một dự án cá nhân mà là công việc của cả một đội nhóm. Dự án thì đã tiêu tốn của công ty hàng triệu đô, nếu mà không đưa nó ra ánh sáng và gọi vốn từ các nhà đầu tư thì phim sẽ không còn lý do gì để làm tiếp cả. Với tham vọng là thay đổi được cả thế giới, hoặc ít nhất là một phần thế giới của cô là cậu em trai, thì Rand ngày đêm ngồi fix bugs. Cô mang niềm đam mê này tới gặp cha mình là tiến sĩ Amari thì chẳng nhận được một chút ủng hộ nào. Với ông, Other Life cũng như các chất gây nghiện, nó đem lại cảm giác sung sướng nhất thời, nhưng về lâu về dài khi con người phụ thuộc vào nó thì thứ còn lại chỉ là một cái thân xác trống rỗng, hoặc là lên mạng livestream nói về vật lý. Khá hay, Rand cay lắm mà không cãi được, nhưng mà càng cay thì cô lại càng cố gắng hoàn thành dự án. Trong một lần xả stress với bạn trai ở nhà riêng, Rand đã cho người tình trải nghiệm thuốc nhỏ mắt đầu nhanh, và đây là 5 phút tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Chưa kịp nói gì với bạn trai rằng thú vui đó cũng cần thời gian hồi chiêu thì anh trai này đã tài lanh mà tiếp tục đi vào thế giới ảo lần hai. Hậu quả là lên cơn co giật, hai mép bắt đầu chớ ra bia hơi. Rand bị đưa tới sở cảnh sát để thẩm vấn với tội sử dụng thuốc trái phép lên người. Ngoài cô ra thì toàn bộ dự án Other Life sẽ bị zeroed vô thời hạn, tức là bị ban ấy. Và đó là lúc chính phủ xuất hiện để thực hiện giao kèo. Họ sẵn sàng xóa bỏ mọi cáo buộc cũng như rót tiền cho dự án nếu mà được sử dụng nó cho mục đích khác. Ở đây là một nhà tù kỹ thuật số, bởi vì công nghệ của cô không những cho phép người khác đi vào một thế giới được lập trình sẵn, mà thời gian trong thế giới đó lại chậm hơn rất nhiều so với ngoài thực. Người ta có thể thực hiện hóa những bản án 100 hay là 1000 năm, mà sau khi lãnh án xong và mở mắt lại, thời gian mới chỉ trôi qua vài tiếng đồng hồ. Ngoài ra, việc này sẽ giải quyết được vấn đề quá tải nhà tù. Nghe có thơm không? Có chứ. Cho đến khi nó có điều kiện thứ hai là cô phải trở thành người thử nghiệm đầu tiên trong cái nhà tù này, với thời gian là 1 năm nhưng chỉ tương đương 1 phút ở thế giới thực. Rand đồng ý, và đây là bước ngoặt của phim. Sau khi được đồng nghiệp nhỏ mắt, Rand tỉnh lại trong một căn phòng hẹp, xung quanh chỉ có các vật dụng cần thiết, không có song sắt, không có quản giáo, không có cả trưởng buồng luôn. Rand không biết là cuối tháng có event mời ca sĩ đến hát hay không, nhưng mà trước mặt cô chỉ có một chiếc màn hình lớn đề số 001. Đó là số ngày mà cô đã trải qua trong nhà tù ảo. Ngày đầu tiên với Rand trôi qua khá là khó khăn. Cô nằm, ăn, tập thể dục, viết lách rồi lại nằm. Cần có một điều gì đó ở ngoài kia tiếp thêm sức mạnh cho cô. Một ngày trôi qua, trên màn hình chuyển sang con số 2, mọi thứ lại reset, từ đồ ăn thức uống cho tới các dụng cụ vệ sinh. Đến ngày thứ 3 thì Rand bắt đầu khó ở. Khi đó Rand nhớ tới người em trai. Cô dồn tâm trí để tối ưu lại phần mềm, sao cho nó có thể tác động lên hệ thần kinh lười biếng của cậu. Và cứ như thế, cô lặp lại những điều đó và vượt qua thử thách sống 1 năm trong tù ảo. Trên bảng điện tử đã hiện ra ngày thứ 365. Rand lấy lại sự tỉnh táo, đánh răng rửa mặt để đón chào thế giới. Nhưng
bộ đếm lại đi ngược về số 1, báo hiệu thêm một vòng lặp mới được bắt đầu. Ren cho rằng mình đã bị đồng nghiệp chơi xấu. Trong cơn hoảng loạn, cô vùng vằng đập phá mọi thứ, nhưng mà cô có thể làm gì hơn bây giờ? Đang trong cơn tuyệt vọng thì Ren cảm nhận được một luồng gió thổi qua mang tai. Cô đi theo khe hở và khám phá ra có một cánh cửa đằng sau. Và đây mới là lúc sự thật đánh cô một cú đau ơi là đau. Toàn bộ nước uống và đồ ăn của cô đều được người khác đưa vào trong suốt một năm qua. Họ thậm chí còn có cả một phòng riêng để giám sát cô 24/7 như là cái cà phê Wake Up. Có nghĩa là trong suốt một năm qua, Ren không bị giam trong thế giới ảo, mà đó chính là nhà giam được dựng lên để tách cô khỏi dự án. Ren cướp lấy một chiếc ô tô và chạy trốn, nhưng thế giới bây giờ đã đổi thay quá nhiều. Văn phòng cũ của Other Life đã bốc hơi hoàn toàn, thằng đồng nghiệp thì trở thành tỷ phú khởi nghiệp, chuyên đi bán sách dạy làm giàu, nhưng mà thứ làm hắn thực sự giàu có là bán tai nghe One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon với chất âm chuẩn Hi-Res, nhịp bầy sống động với mảng loa 50mm, thích hợp nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây có thể dễ dàng thay thế, đệm tai êm ái mang lại cảm giác thoải mái khi đeo, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Anh em có thể bấm ngay vào đường link dưới phần mô tả và bình luận, giật ngay mã giảm giá 160k, mua ở Amazon hơn 750k, mà giờ chỉ còn 590k thôi. Cần chờ gì nữa, đeo vào rồi lại xem video tiếp thôi. Phần quảng cáo đã xong, giờ chúng ta trở lại nhân vật chính. Khi mà Ren tới đồn cảnh sát để tìm sự giúp đỡ, thì trong cơ sở dữ liệu, cô được cho là đã mất tích từ một năm trước và định cư ở bên Ý. Sau đó Ren đưa cảnh sát tới nơi cô bị giam, nhưng mọi thứ cứ không cánh mà bay. Chắc chắn là tổ chức giam giữ cô đã thu dọn toàn bộ dấu vết, và người đứng sau toàn bộ chuyện này không ai khác chính là tên đồng nghiệp Sam. Sau khi biết Ren trốn thoát khỏi nhà tù, hắn còn định cho cô bay màu, nhưng mà Ren đã may mắn chạy thoát. Cô bắt đầu đi tìm tới sự giúp đỡ của bạn bè, và bất ngờ thay, anh bạn trai của cô trong từng ấy thời gian vẫn sống sờ sờ bên ngoài. Anh kể rằng sau khi cái mồm trở thành nhà máy sản xuất bia hơi thì đã được đưa vào viện và tỉnh lại trong một tuần. Anh muốn Ren tạm thời hãy về sống với mình, đợi đến khi ổn định lại rồi hãy tìm cách trả thù và đòi lại công lý. Nhưng mà trái ngược lại với những gì anh nghĩ, trong đầu Ren bây giờ chỉ nghĩ tới bố và người em trai. Cô không hiểu sao bố mình phát minh ra Other Life nhưng mà lại không dùng nó để cứu con trai mình. Thế là cô nhớ ra công ty còn đang giữ công nghệ lõi của mình, một chiếc đĩa cứng chứa toàn bộ mã nguồn. Thế là cô cùng người bạn thân và bạn trai đến công ty để cướp lại thiết bị này. Kế hoạch thành công, Ren về nhà cùng bạn trai. Sáng hôm sau, cả hai lại có màn xả stress, nhưng mà lần này chỉ dừng lại ở thế giới thực. Sau khi đánh chén no say, bố cô trở về nhà khi hay tin về con gái. Đây là lúc Ren kể cho ông về kế hoạch đánh thức cái cây lưỡi hổ, aka thằng em mình, bằng Other Life. Chương trình sẽ mô phỏng lại tai nạn lúc đó, nhưng sẽ đưa cho cậu sự lựa chọn để thoát ra. Dĩ nhiên là ông bố từ chối, tại vì ông biết những hậu quả đằng sau. Cô cho rằng lần này, khi mà phim sắp hết rồi, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và đúng thật là sau bao nhiêu năm nằm giường cắm ống thở, thì thằng em trai cô đã mở được mắt, nhưng mà đang khó khè trong miệng chưa thành câu thì bỗng dưng lên cơn co giật, mắt lòng sòng sọc. Ren nhìn thằng em trai giật như trúng bả, vì quá đau lòng nên đã rút phích cắm máy thở. Chắc là ngày trước cô hay làm trò này với bộ PC của cậu. Tất nhiên là chiếc mũi đình công bao nhiêu năm tự nhiên chẳng thể nào biết phải làm gì, thế nên là em trai đã chính thức tắt nguồn. Ở trong tâm trí, cậu dù đã nhìn thấy chị nhưng mà ánh mắt chỉ đượm buồn và chọn đường đi xuống địa ngục. Ren cứ ngồi đó với thi thể của người em, trong khi tổ ánh sáng đã đi về chỉ còn lại người quay phim. Phải đến lúc tên đồng nghiệp Sam tới trường quay và nói với cô rằng hãy tỉnh lại thì Ren mới nhận ra thế giới mình đang trải nghiệm vẫn là thế giới ảo. Thế là cô đi ra biển, đắm mình trong làn nước mát. Chắc là đây là một cái phép ẩn dụ gì đấy của nhà làm phim trong cái cảnh là cánh cửa bước ra thực tại. Ren tỉnh dậy, cô đập phá máy móc ở xung quanh để rồi nhận ra công ty cũ vẫn ở đây, đồng nghiệp vẫn chưa phản bội cô và người yêu thì vẫn còn. Sau cái trải nghiệm dài bất tận vừa rồi, Ren quyết định rút khỏi dự án. Cô sẽ dành thời gian cho bản thân, ý cô là ở thế giới thực. Còn anh đồng nghiệp Sam thì không hiểu nổi rốt cục thì Ren đã trải qua những gì mà khiến cô thay đổi 180 độ so với 5 phút trước. Ren cuối cùng đã chấp nhận việc Other Life không thể ban cho em trai mình một cuộc sống khác, nên cô đã cùng bố tới bệnh viện để rút nguồn cho nó hóa kiếp làm người chứ không phải làm cây nữa. Sau đó một thời gian không xa, dự án Other Life đối mặt với nhiều tố cáo về ảnh hưởng tới sức khỏe lẫn thần kinh. Lúc này Sam nghĩ về Ren và cho rằng cô là cơ hội cuối cùng để cứu lấy dự án. Anh hẹn gặp cô 5 phút ở văn phòng, nơi mà các nhân viên đã bắt đầu dọn đồ đạc. Anh ta cho cô xem lại biểu đồ não trong thời gian Ren mắc kẹt ở nhà tù. Sam cho rằng Ren đã tự mình thoát ra được mà không cần có kích thích bên ngoài, và đó chính là chìa khóa để dự án có thể tái khởi động. Dĩ nhiên, sau khi trải qua địa ngục trần gian dài miên man nhưng mà ngắn đến bất ngờ, Ren thẳng thừng từ chối. Trong cơn tùng quẫn, Sam cưỡng chế cô sử dụng thuốc, nhưng với kinh nghiệm phá đảo mã một lần, Ren bình tĩnh để các dòng mã chạy xuyên cơ thể. Kết quả là thời gian ảo trôi qua nhanh hơn. Khi Ren tỉnh dậy, cô tóm lấy Sam và bôi chất lỏng vào mắt hắn. Giờ thì đến lượt Sam phải vật vã trải nghiệm 365 ngày bị nhốt trong nhà tù 4m2. Ở bên ngoài, cho dù thấy cơ thể Sam đang phản ứng dữ dội, nhưng cô vẫn đợi cho đến khi Sam trải nghiệm cảm giác bộ đếm quay ngược lại con số 1 cho đồng nghiệp biết thế nào là giới hạn của tuyệt vọng thì mới đánh thức dậy. Giờ thì Sam cũng biết rằng Other Life có thể gây tổn thương thế nào cho người từng trải qua. Sam khóc nức nở và hứa là sau này sẽ học hành chăm chỉ để đi chữa ung thư chứ không làm mấy cái trò giả lập này nữa. Sau đó Ren đưa bố tới bệnh viện.
dựa trên những gì cô đã thấy trong thế giới ảo. Ren cho rằng em trai sẽ chọn cái chết nếu được nhỏ thuốc mắt, vì thế cô sẽ không sử dụng nó lên cậu. Thay vào đó, cô quyết định cho cậu một cái chết nhẹ nhàng hơn. Bộ phim kết thúc với cảnh Ren đi ra biển và nhìn xa xăm và hỏi các bạn rằng nếu các bạn có công nghệ này thì bạn sẽ làm gì với nó? Dùng nó để học hành, nghiên cứu hay là vui chơi thỏa thích, hay chỉ đơn giản là giống tôi chui vào đây ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày? Thì hãy bình luận bên dưới. Còn bây giờ, tôi là Vui Vẻ. Đừng quên đăng ký The Reviewer và vào group phim này hay phết để cùng nhau bàn luận về phim. Xin chào và hẹn gặp lại.